Chào anh em nha, bữa nay mình sẽ test thử mức tiêu thụ xăng một bình xăng của chiếc Raider mình đi được 29.000 cây, là xe mình máy zin hết. Bây giờ mình đi đổ xăng test thử coi một bình xăng nó chạy được bao nhiêu cây. Mình mới đổ xăng xong nè, đầy nhóc luôn. Giờ mình reset lại không ha, chọn chiếc A đi, chỉnh lại không. Rồi nó chỉnh về không, giờ mình bắt đầu đi. Bữa nay mình được đi được 134 cây, xăng còn 2 cục. Ngày mai mình đi tiếp, ngày mai mình đi lên nhà bạn mình chơi mấy chục cây lại, đi về chắc cũng hết xăng à. Để thử có được nhiêu cây. Mình đi là đi chạy xe 60, 70 chứ không có bạo lực. Chạy đều, đi đường trường không à. Đi đường thành phố ít lắm, chỉ đi ngang thị trấn thôi chứ đi đường trường không. Để thử coi nó đi được 200 cây không ha. Rồi mai đi tiếp. Bữa nay mình đi thêm hai mấy cây nữa, nó giật xuống còn một cục à. Nên bữa nay đi lại nhà bạn trai sắp tới rồi, đang ở địa đạo Củ Chi rồi, sắp tới rồi. Để mình đi thêm được coi bao lâu nữa nó hết xăng nha. Có khi tới nhà bạn mình chơi xong mà về tới nhà cũng chưa hết nữa. Mình đi tới 200 cây số hơn luôn mà nó cũng chưa chớp cục xăng cuối nữa ta. Hồi đó xe mới mua về Rodai á, là mình đi được 206 cây là nó tắt máy xe, cạn bình tắt máy luôn. Mà giờ nó chưa chớp cục này nữa. Nó chớp là mình đi được, là mình còn đi được thêm mười mấy 20 cây nữa mới tắt máy. Ở chớp nè. Trời, mới nhắc luôn. Là giờ mình đi được khoảng mười mấy 20 cây nữa là nó mới hết xăng nha. À, giờ về tới nhà rồi, giờ mình ráng mình đi nữa, ráng đi thêm nữa cho coi coi nó được bao nhiêu. Này là mình chạy 60-70 tiết kiệm dữ lắm luôn á. Nãy cái kiến lỏng tháo ra luôn, ghét cái lỏng. Mới ghé chợ mua cá con về tối kho ăn cơm luôn. Rồi giờ đi thêm khoảng 15-20 cây nữa đi, thử có đi nổi không. Đây luôn. Mấy 3,16 lít, 70.000, 3,16 lít. Để đi ra nó chạy chỗ khác, đứng ngay cái xăng ta nói chuyện, ta nói mắc bố nữa. Vậy là mình đi được 3,16 lít mà đi được 217 cây. 3,16 lít là ngày hôm qua là mình đổ đầy tràn luôn, còn bà này đổ còn miếng nữa mới tràn. Tính ra là cho đi nó 200 hơn đi, cho nó đi nó 200 chẵn đi. 200 chẵn tính cho nó 3,16 lít là nó hơn 3 lít miếng, gọi là 1 lít nó đi hơn 50 cây. Này là đi chạy 60-70, chạy chế độ tiết kiệm xăng, đi 60-70 là vậy là nó cũng đâu hao xăng đâu. Chừng nào mình đi trong nội thành hoặc là mình đi mình bạo lực, mình kéo mình nạp nhiều kìa. Còn đi đường trường mà đi chơi xa là nó hao xăng lắm. Xe mình là zin 100% luôn. Đi qua nay dơ banh xác luôn nè, dơ quá trời dơ luôn.
Thôi về chào mấy bạn nha.